Gõ cửa hiệp hành, cùng gặp gỡ và học hỏi về lối sống hiệp hành của giáo hội. Vatican News tiếng Việt xin trân trọng chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Gõ cửa hiệp hành, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giáo hội hiệp hành cũng như là về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16, ngang qua các cái bài học hy vọng là không có quá xoắn não, cũng như là những buổi gặp gỡ vô cùng thú vị cùng với một số chuyên gia và đặc biệt là các vị lãnh đạo trong giáo hội nữa. Hôm nay là số đầu tiên mang tên là Hiệp hành thời đã tới. Mà giới trẻ hay nói là thời tới cản không nổi thôi, phải không quý vị các bạn? Có thể nói đây là thời của hiệp hành. Bởi vì sao? Bởi vì nhân dịp 50 năm thiết lập Thượng hội đồng giám mục thế giới á, vào năm 2015 thì Đức Thánh Cha Francisco có nhấn mạnh như thế này: con đường hiệp hành đó là điều Thiên Chúa muốn đối với giáo hội ở thiên niên kỷ thứ 3. Cái này là Đức Thánh Cha nói chứ không phải tôi nói đâu nha. Có lẽ đến hôm nay hầu hết chúng ta đều biết một cách nôm na đại khái rằng hiệp hành á, nghĩa là gì? Hiệp là cùng, hành là đi, hành trình, cho nên hiệp hành là bước đi cùng nhau. Mà trong tiếng Ý, theo như lời của Đức Thánh Cha Francisco là camminare insieme, mà bước đi cùng nhau thì phải đi trên một con đường. Trời ơi, chứ chả lẽ giờ bước đi trên không khí. Đó, vậy thì con đường mà chúng ta đang nói tới tên là gì vậy? Tên là đường Hai Bà Trưng ở quận Nhất hay là đường Hòa Giải ở Roma? À, Ủy ban Thần học Quốc tế đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Con đường ấy mang tên Giê-xu. Vâng, Chúa Giê-xu đã tự giới thiệu người là đường, là sự thật và là sự sống. Mà không biết là quý vị và các bạn có biết hay là có còn nhớ hay không á, chứ tôi thú thiệt là tôi cũng vừa mới để ý đây thôi. Đó là các Kitô hữu ban đầu được gọi là, à đố quý vị là được gọi là gì? À, gọi là các môn đệ của đường. Các môn đệ của đường. Và bây giờ chúng ta hay gọi là kẻ đi theo đạo đó. Không tin thì quý vị cứ mở trong Công vụ Tông đồ chương 9 câu 2 hoặc là chương 22 câu 4 mà coi. Ở bản dịch nếu mà không ghi chữ đường thì chúng ta tra luôn cả bản gốc. Ở đây theo đạo chính là đi theo đường, là môn đệ của đường. Giống như chúng ta hay nói địa đạo Củ Chi, tức là những con đường hầm được đào dưới lòng đất nên gọi là địa đạo. Như vậy thì hiệp hành trước hết không có nghĩa là phải làm gì, nhưng là cùng nhau lên đường, lên một con đường chung sống với các thành viên trong giáo hội và cùng nhau thi hành một sứ mạng. Mà con đường đó mang tên Giê-xu, giáo hội đó là hiền thê của Chúa Giê-xu và sứ mạng đó là sứ mạng của Chúa Giê-xu. Thành thử ra, tính hiệp hành mà chúng ta nói đến không chỉ giới hạn ở việc hội họp riêng của các giám mục, mà không chỉ là hội nghị, nghĩa là các khóa họp hay là trong việc quản trị nội bộ của giáo hội, nhưng đó là một cung cách sống và hành động đặc trưng của hội thánh dân Thiên Chúa đang cùng nhau hành trình về nước trời và thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Tính hiệp hành đó là cung cách sống và hành động đặc trưng của hội thánh. Đó, trong tiếng Anh đó, khi chúng ta nói đến chữ cung cách đúng không, thì người ta dùng chữ the way, tức là con đường. Đó, the way là con đường luôn, cho nên cung cách và con đường là như nhau. Ví dụ như là the way of life, the way of love. Mà trong tiếng Việt chúng ta cũng sâu sắc không có kém cạnh đâu nha. Thay vì chúng ta nói là tìm cách, à, thì chúng ta nói gì nè? Tìm đường, à, ta tìm đường. Cũng thế, hiệp hành không chỉ là cái tên hay là một cái khẩu hiệu cho một sự kiện hay là một biến cố nào đó, không chỉ là như thế. Cho dù là trọng đại như là Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 này, nhưng hiệp hành thực ra nó là một lối sống, một cách sống, một con đường sống sẽ đi theo giáo hội mãi mãi. Mãi mãi là tôi nói theo giọng miền Nam, còn nếu mà theo giọng miền Bắc thì mình phải nói rõ mãi mãi. Đó, không phải là sau khi Thượng hội đồng giám mục kết thúc rồi thì chúng ta không cần quan tâm đến tính hiệp hành nữa. Nghĩ như vậy đó là sai. Vậy thì tại sao thiên niên kỷ thứ 3 lại là thời của hiệp hành? Thì để làm sáng tỏ câu nói của Đức Thánh Cha Francisco, Ủy ban Thần học Quốc tế đã dành hẳn 3 năm để soạn thảo cái văn kiện gọi là Tính hiệp hành trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội, được xuất bản vào năm 2018. Theo đó, đó thì Thiên Chúa đã có kế hoạch tạo dựng một nhân loại hiệp hành, mời gọi Adam và Eva đi vào hiệp hành với Chúa và sống hiệp hành với nhau ngay từ vườn địa đàng. Nhưng tiếc là
nhân loại trong suốt dòng lịch sử của mình đã liên tục phá vỡ sự hiệp hành mà Thiên Chúa mong đợi nơi con người. Vậy thì thời đại hiệp hành của chúng ta mà chúng ta đang nói đến thực ra gọi là thời đại tái hiệp hành, nghĩa là trở về nguồn để sống lại cái sự hiệp hành từ tạo thiên lập địa mà Chúa đã mong muốn, hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ như là ba cái trục chính. Trong đó, hiệp thông là cái yếu tố nội tâm, là cái tinh thần thiêng liêng căn bản giúp gắn kết những người tín hữu lại với nhau. Còn tham gia là gì? Tham gia là mọi người đều được nói, được lắng nghe, được tham gia bàn thảo, được cộng tác vào đời sống và vào sứ mạng chung của giáo hội, chứ không có phó mặc cho ai mà cũng không có dành riêng cho ai cả. Ở đây, yếu tố lắng nghe nhau rất quan trọng. Thành ra đi kèm với chuyên mục gõ cửa hiệp hành này, chúng ta còn có chuyên mục nhịp cầu hiệp hành, là nơi mà quý vị và các bạn có thể lên tiếng ngay tại một kênh truyền thông chính thức của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đó là Vatican News tiếng Việt. Đừng quên, Thánh Biển Đức dạy chúng ta rằng là Thiên Chúa thường mặc khải con đường khôn ngoan nhất phải theo cho những ai không nắm giữ chức vụ quan trọng trong cộng đoàn. Đó, và cái trục thứ ba của một giáo hội hiệp hành đó là gì? Sứ mạng, đó là điểm tới của toàn bộ đời sống của giáo hội, nơi mà mọi người đều dấn thân vào việc loan báo tin mừng cách này cách khác, tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Ủa, bài học đầu tiên của chuyên mục của hiệp hành vậy tính ra là đã hết rồi. Thôi chúng ta đành phải tạm biệt nhau ngay lúc này, nhưng mà hy vọng rằng là qua chuyên mục cũng như là với những người thực hiện chuyên mục này, ước mong quý vị và các bạn sẽ hiểu và thấm nhuần tinh thần hiệp hành của giáo hội để mà chúng ta biến hiệp hành thành cái cung cách sống, tiếng Latin gọi là modus vivendi, và trở thành cái cung cách hành động gọi là modus operandi, đồng thời canh tân cách sống hiệp hành của bản thân, dù chúng ta là giáo sĩ hay là giáo dân, dù trong môi trường giáo hội hay là xã hội, dù là trong gia đình hay là trong cộng đoàn, để cùng nhau chia sẻ cái dự phóng cuộc sống cũng như là dự phóng về sứ mạng mà Chúa trao nhé. Mọi người nhớ theo dõi gõ cửa hiệp hành số 2 nha, còn nhiều nội dung hấp dẫn khác lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.